Xin chào lại gia đình ha. Em test cho quý khách xem, hiện giờ là 2 giờ 3 phút. Trong họ lại radio cần choi ha. 2 giờ 3 phút. Thằng nào cũng 200 gữ hết ha. Rồi. Xác định là 2 giờ 3 phút. Rồi em tháo pin ra. Giờ trước khi em test em sẽ nói sơ sơ với khách lưu ý giùm em ha. Giờ bước thứ nhất đầu tiên là quý khách gạt cái hình tam giác mô tên này qua tay trái giùm em. Hiện giờ đang hướng tay phải, gạt qua tay trái giùm. Bước thứ hai là quý khách ghim pin vô ha. Rồi em ghim pin rồi thì giờ em bấm nút reset đó, bấm nút reset là khoảng 5 giây rồi nó tự chạy ha. Đó, nó chạy và cậy đó, nó chạy đúng số 12 nó sẽ ngừng. Trong khi chờ đợi em sẽ quay sơ cho quý khách xem nè. Đó, đẹp, máy móc nguyên zin ha, không sửa chữa. Con này là hàng Thái Lan xuất Nhật, xài sóng radio thì sóng radio anh em nào thích mới xài, chứ có con này gắt gối lu bu lắm. Nhiều khi nó chạy sớm chút, chịu nhiều khi chạy trễ chút, nhiều khi nó chạy đúng giờ Nhật là trước mình Việt Nam mình 2 tiếng. Ví dụ hiện giờ mình 2 giờ thì nó là 4 giờ, nó chạy sớm hơn mình á. Mà một số anh em thì phải phái rằng cần cho anh radio đó. Nói chung là 9 người 10 ý mà ha. Đó, em phục vụ tận tình luôn. Anh nào thích cái này thì mua, không thích thì mua cái kia. Rồi, cho nó quay ha. Đó, trong khi chờ lại em quay cho quý khách xem đó. Bước thứ nhất là quý khách dặn mô hình tam giác này qua bên tay trái giùm em. Bước thứ hai, ghim pin vô. Bước thứ ba là chờ nó chạy đúng số 12 ha. Bước thứ tư, nhớ nha, tay trái nha. Bước thứ tư là quý khách dòm thấy cái đèn này nó không sáng á. Cái đèn này nó không sáng, quý khách đè cái nút này nè, đè nút nhỏ này nè, đè hoài luôn, đúng giờ mong muốn, đúng giờ mong muốn. Xong, ngừng. Quý khách gạt cái mũi tên này qua bên tay phải lại. Là thứ tư, thứ năm, quý khách nhắn vào một cái nút này là thứ sáu là chạy được bình thường. Những lúc trường hợp pin lỗi hoặc hết pin gì đó mình mới làm cách đó ha. Còn bình thường thì ok hết rồi. Quý khách nào mà không rành hay là không nhớ thì có thể lên YouTube em 0939 396 480 là từ Thanh Hóa. Cho nó quay đi đúng số 12. Mỗi cái đồng hồ nó khác nhau. Nhiều khi em chỉnh rồi hỏi quá ơi chỉ anh chỉnh, thua anh ơi, anh lên YouTube anh coi cái mẫu nào trên đó anh bắt chước theo đi chứ không nhớ. Em mò thì em biết mò đó, em mò hỏi nó ra mà kêu chỉ ngang xương là thua. Rồi chuẩn ha, đứng kim 12. Rồi quý khách đè cái nút nhỏ giùm em nha, đè nút nhỏ đè hoài luôn. Đó, giờ là 1 giờ. Đây ha, hiện giờ là 2 giờ 3 phút, 4 phút đi ha. 3, 4 phút gì đó. 3, 4 phút. Chị. Rồi. Mà để gì ha, đó. Là nó đâu chạy. Đó, quý khách nhắn một cái nữa là cái kim phút nó chạy, nó chỉnh là không, kim dây nó không có chạy ha. Quý khách gạt qua tay phải giùm em. Gạt qua tay phải. Nhắn vô 1 2 3. Rồi kim dây nó chạy bình thường lại nè. Là vậy là xong đó quý khách. Rồi bạn này thì em bán giá công khai là 250.000 chưa bao gồm phí ship. Ship toàn quốc là 25.000. Rồi, em một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Em bán vào các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.